Xin kính chào quý vị, tôi là Tôn Anh Nguyễn, người phụ trách chương trình Vietnamese Channel. Thưa quý vị, chương trình Vietnamese Channel nhằm giới thiệu quý vị những sinh hoạt đoàn thể cộng đồng. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng tôi sẽ có buổi nói chuyện với một người rất là đặc biệt, đó là cô Janice Tam. Dạ vâng, thì thưa quý vị, gần đây thì rất là nhiều quý vị cũng thắc mắc muốn hỏi là tại sao chúng tôi lại nhận được một cái thẻ MediCare mới như thế nào, tại sao lại như vậy? Và thẻ MediCare cũ và mới như thế nào? Thì hôm nay là cô Tam sẽ trình bày cho quý vị về cái thẻ này và nó thay đổi như thế nào. First of all, thank you for coming to my show. Thank you. Good morning, Tony. Good morning. Why is MediCare mailing new car? Well, currently the old card does contain a beneficiary's social security number, which we now know in this day and age of fraud and potential scams targeted at seniors poses a risk. And so as part of a law that was created, that was passed in 2015, requiring the removal of social security number, Medicare currently is beginning the rollout of new Medicare ID cards with the removal of the social security card number with a randomly generated number that will protect beneficiaries being subject to frauds and scams. Thưa quý vị, thì tôi hỏi cô Tam về tại sao mà chính phủ lại gửi cho quý vị những người mà đang được hưởng cái chương trình Medicare lại có một cái thẻ mới. Thì cô Tam trả lời rằng tất cả quý vị sẽ nhận được một cái thẻ mới trong vòng tháng này cho đến cuối năm và đầu năm tới. Thì cái lý do mà muốn gửi cái thẻ mới như vậy, tại vì cái thẻ mới quý vị sẽ thấy là ở trên đó không có cái số an sinh xã hội của quý vị. Tại vì họ tránh cái tình trạng là bị lừa rất là nhiều, gọi là scam. Rất nhiều người bị lừa nha, dùng nếu họ mất cái thẻ đó, họ dùng cái social đó, cái social security của mình để mà họ làm những cái chuyện mà không có đúng. Cho nên vì vậy, cho nên chính phủ họ mới đổi cái thẻ mới là để cho quý vị dùng cái thẻ mới. Và cái thẻ mới sẽ có một cái số đặc biệt riêng, không phải cái số an sinh xã hội nữa. Yeah. Will any Medicare benefit also be changing? No, actually, if you are already a Medicare beneficiary, no benefit changes will occur as a result of this new Medicare card. Ok, thì tôi hỏi cô Tâm là cái thẻ mới nó có khác biệt cái thẻ cũ hay không và có thay đổi gì trong đó hay không? Thì cô nói là cái thẻ mới và thẻ cũ cũng y chang như nhau thôi. Nó chỉ đổi không là cái đổi cái thẻ mới, thưa quý vị. Cho nên tất cả những cái dịch vụ trong đó và những cái gọi là những quyền lợi của thẻ Medicare, quý vị đều được hưởng được. Thưa quý vị, how are the new car different than the old car? So, as it may be projected on the screen, yeah, that the old card does have your social security number. The new card will have a randomly generated number, but it will remain the same in terms of having your name, as well as your eligibility effective date, and it will still be a red, white, and blue card that you receive. Dạ, thưa quý vị, thì quý vị cũng biết là cái thẻ cũ, quý vị đó thì cô Tam có nói là thưa quý vị, thẻ cũ thì nó có mấy màu tất cả. Cái thẻ mới thì nó không có, là một cái thẻ rất là bình thường thôi. Dạ vâng, thì nó sẽ không có những màu xanh, màu đỏ trên đó. Thì nó sự khác biệt của đó. Một lát nữa thì tôi sẽ chiếu lên để cho quý vị coi qua màn hình này một cái thẻ mới như thế nào và thẻ cũ thế nào để quý vị có thể mà coi cho rõ về vấn đề đó. Thưa quý vị, how do the new car keep people with the Medicare safer? Yeah, like the old car and the new car. Well, actually, once you receive the new card, we encourage you to please destroy the old card. Okay. Don't just throw it in the garbage. Please shred it if you have a shredder, or tear it up. Don't just throw it in the trash. But once you receive the new card, you can begin using it. Okay. Thưa quý vị, thì tôi muốn hỏi cô Tam là cái thẻ cũ và thẻ mới phải làm như thế nào để cho mình giữ, để mình không có cho nó, phải nói là an toàn hơn. Thì cô nói là khi quý vị có cái thẻ mới, quý vị dùng cái thẻ mới, không dùng cái thẻ cũ nữa. Cái thẻ cũ quý vị không có bỏ vào thùng rác. Quý vị phải làm cách nào mà sẽ làm sao cho nó để cho người ta không có dùng được. Cái đó là một điểm rất là quan trọng. Tại vì khi mà quý vị mà để cái thẻ cũ mà giữ đó mà vô tình có một người nào mà họ giữ lấy được cái thẻ đó, thì họ có thể dùng cái thẻ đó để mà dùng tiếp tục. Cho nên quý vị luôn luôn là phải cắt nhỏ ra
và đừng có bỏ vào thùng rác thưa quý vị nha. When and where and how do people with the Medicare receive new Medicare card? Well, the mailing began last month in April, and it, the process is designed to last a year. So the whole mailing process is designed to go from April 2018 to April 2019, just because the United States is so big. As of this week, began wave two, which is actually includes California. So Californians are actually beginning to receive their Medicare card currently. Ok, thưa quý vị, thì tôi hỏi cô thêm là khi nào quý vị có thể nhận được cái thẻ mới? Thì cô trả lời là bắt đầu họ đã gửi ra trong tháng vừa qua. Thì quý vị sẽ nhận được trong vòng từ hôm nay cho đến cuối năm và đến đầu năm tới. Thì tất cả quý vị sẽ nhận một cái thẻ mới hoàn toàn. Thì một lần nữa cũng nhắc lại là tất cả cái thẻ đó thì quý vị sẽ được phải dùng ngay được. So on the way when we're waiting for the new car, if they don't, they still can use the old car. Yes, your current card or the old card is still in effect until you receive the new card. Okay, so thì quý vị tiếp tục dùng cái thẻ cũ cho đến khi quý vị nhận cái thẻ mới. Cho nên lúc này tôi nói chuyện với cô Tam, thì có rất nhiều quý vị khi nhận cái thẻ mới, quý vị không có hiểu như thế nào. Quý vị đôi khi, we talking about that early, a lot of people receive the new card, they don't know what happened, they don't see that. They're not matching with the old car. Yes. Like we're talking about social security number. Right. Yeah. And the issue is that, which is why I'm talking to you and talking to your so that your viewers can understand that this initiative is currently underway. And unfortunately, our experience is that seniors are just not aware of it. So we tell them now, when they receive it in the mail, despite the fact that they do not see their social security number on the new card, that it is legitimate, your new Medicare ID card that you could use and destroy your old card. And when your provider, when your doctors or insurance carrier, if they're asking you for your Medicare card, that's the new card that you would be using. Okay, thưa quý vị, thì cô Tham cũng trình bày là quý vị sẽ nhận được cái thẻ mới. Và rất nhiều quý vị cũng đã nhận được cái thẻ mà đôi khi không có hiểu là cái thẻ mình là cái thẻ mới nó gửi về là như thế nào. Đôi khi họ ký và họ gửi là trả lại. Đôi khi cái đó quý vị nhớ là cho nên cái lý do mà cô Tham đến gặp chúng tôi ngày hôm nay và để trình bày cùng quý vị khán giả ngày hôm nay là để cho quý vị biết là quý vị sẽ nhận được một cái thẻ mới trong vòng tháng, bắt đầu tháng này cho đến cuối năm. Quý vị giữ cái thẻ đó và quý vị nhớ là bỏ cái thẻ cũ đi và bắt đầu dùng cái thẻ mới. Thưa quý vị, what happened when people with the Medicare receive the new Medicare card? Well, we strongly encourage you to please make sure you don't just throw away the old card. So make sure you destroy it by putting it through a shredder or tear it up. But once you receive your new Medicare card, that's the card that you can begin using. And so that means that if your provider, your doctor, where you pick up your drugs, if they ask you for that, that is the card that you present to them and you can begin using it. Thưa quý vị, thì cô nói là khi quý vị nhận cái card mới, thì cô nhập lập lại là chúng ta phải dùng cái thẻ mới lên. Và cái thẻ cũ thì quý vị có thể là cắt ra. Rất là nhỏ, bỏ vào thùng rác. Thì đừng có để nguyên cái thẻ đó hoặc là mình vứt đi, mình nghĩ là không có cần dùng nữa. Thì để cho tránh cái tình trạng có những người họ lấy cái đó họ dùng lại. Cho nên đó là một vấn đề rất là quan trọng. Và quý vị có thể dùng cái thẻ mới đi bác sĩ, đi bệnh viện, bất cứ cái gì. Và cái thẻ mới nó không khác biệt gì cái thẻ cũ cả. Thì quý vị cũng dùng được tương tự như tất cả. Thì trước giờ quý vị dùng cái thẻ mới nào thì thẻ cũ thế nào thì quý vị dùng thẻ mới cũng y chang như vậy thưa quý vị. Okay, so many people wonder about where we can get the information about this new car. Well, you can log into, if you have access to internet and computer, you are encouraged to go to medicare.gov/new card. That you can take a look at the website and find out more information. Thưa quý vị, thì cô Tham nói là quý vị muốn biết thêm tin tức thì có rất nhiều quý vị có thể là không dùng internet thì có thể mà gọi số điện thoại hoặc quý vị có internet thì quý vị có thể vào cái trang mạng đó gọi là medicare.gov
là đánh vần như là M E D I D C A R E. Quý vị đánh dấu một cái dấu nặng là cái chữ G O V là golf. Quý vị gạch slash một cái là new car để chữ N E W C A R D. Thì tất cả những tin tức ở trong đó quý vị có thể cập nhật, quý vị chia thêm thế nào. Thì chúng tôi có thể nói chuyện trong vòng có nửa tiếng hôm nay, quý vị rất nhiều thông tin quý vị chưa có biết tường tận, quý vị có thể vào trang mạng này, quý vị tìm hiểu thêm về cái tin tức này. Đó là một cái số tin tức mà chúng tôi muốn đưa đến quý vị ngày hôm nay. Thì một lần nữa tôi lặp lại là quý vị, tất cả quý vị có Medicare, chương trình Medicare, quý vị sẽ nhận được một cái tờ giấy, một cái thẻ Medicare gửi đến cho quý vị trong vòng tháng này và mấy tháng tới. Thì quý vị không có, quý vị không có phải là ngần ngại lo lắng gì hết. Họ sẽ gửi đến cho quý vị từ hôm nay cho tới đầu năm 2019. So if they don't have the Medicare yet, they not worried yet. They still have a long period of time to receive a new one. Well, actually, let me clarify that if they're newly eligible for Medicare and they've signed up, actually that began the first wave of mailing. And then as new enrollees become eligible, they will automatically get the new card. Okay, thank you. But chúng tôi sẽ trở lại trong vòng chốc lát cho quý vị, đừng rời máy. Prescribed an opioid? Take charge of your health and ask your doctor or dentist exactly why you're being prescribed an opioid when an over-the-counter pain reliever may be enough. Or physical therapy or chiropractic care could give the same results. Extended opioid use can increase the risk of dependence and addiction. Opioids can be deadly when mixed with other drugs, especially those taken for the treatment of anxiety, sleeping disorders, and seizures. Learn more. Go to infoaboutopioids.com. This has been a public service message from United Health Group and this station. Yeah, I'm watching it too. It's just like we were talking about yesterday. They leave early in the morning and come back late. Hey, why didn't she send out? Curtains. They're always drawn in this place. I know. There's so many people. I don't even know if it's the same people I saw last week. That guy. Why didn't? It's all up. Seems like he's in charge of them. I don't know. I don't feel very good about this at all. We have to report this. Yes, absolutely. Thì trở lại với chương trình Việt Nam Metrono, chúng tôi đang nói chuyện với cô Tham của chương trình Medicare, và chúng tôi đang nói về một cái quý vị, tất cả quý vị đang hưởng trợ cấp cái chương trình Medicare, quý vị sẽ nhận được một cái thẻ mới thì trong vòng bắt đầu họ sẽ gửi ra trong tháng này. Tất cả quý vị nào đang hưởng trợ cấp chương trình Medicare đều họ sẽ gửi đến cho quý vị một cái thẻ mới, và quý vị nhớ dùng cho chúng tôi là cái thẻ này quý vị dùng ngay khi quý vị nhận được, và quý vị phải xé bỏ cái thẻ cũ đi, đừng có để đó, có thể họ sẽ dùng cái thẻ đó, tại vì trên cái thẻ cũ nó có cái số an sinh xã hội của quý vị. Yeah, I try to talk to the audience about the old card with the social security number on there. So we talk about scam a lot to the elderly people, because I'm working with a lot of elderly people. Yes. So so a lot of people, like, they call them, they say, okay, I'm from the Medicare office, and can you give me information like that and all kind of stuff. So can you just let us know how we can prevent that? Okay. Well, again, thank you for letting me come to your program so that we could make sure we provide the most correct information. This new Medicare ID card will be mailed out to all Medicare beneficiaries free of charge. Should you receive any telephone call or contact by anybody
cold calling you, mm-hmm. asking you for information about your Medicare or asking you for money, it is just not true. Medicare will never call you unless you initiate a call to 1-800-MEDICARE. If you have a complaint or a concern that you first initiated, Medicare will never call you. Or if anybody does call you claiming to be with Medicare, always be suspect that it's a scam or a potential fraud and hang up the phone. Sure. Thưa quý vị, thì cô Tam là đại diện cho chương trình Medicare. Thì cô có nói rằng rất nhiều quý vị cao niên, quý vị lớn tuổi thì hay bị phải nói gọi là theo tiếng Anh gọi là scam, là có những cái trường hợp gọi đến nhà hoặc họ gõ cửa muốn vào gặp nhà, muốn vào để họ giới thiệu họ là của chương trình Medicare, bất cứ chương trình của chính phủ. Thì đương nhiên là mấy người lớn tuổi đôi khi mình cũng không hiểu nhiều cái tiếng Anh, mình cũng để cho họ, mình trả lời với họ hoặc là mình cho họ cái số social, cái số an sinh xã hội của mình. Thì cô dặn một điều cho chúng tôi, quý vị là biết là tất cả các vấn đề đó là hoàn toàn chương trình Medicare không bao giờ gọi phone cho quý vị. Cho nên quý vị thấy những người nào mà gọi đến cho quý vị mà hỏi quý vị những cái tin tức mà tương đối nó hơi kín đáo một chút, như là cái ngày sinh tháng đẻ của quý vị, cái social quý vị cúp dùm cho chúng tôi, thì quý vị nghĩa là không có trả lời. Tại vì tất cả những vấn đề, những tin tức họ đều gửi thơ đến cho quý vị. So the all information from the Medicare, they will send to the information by mail. Yes. Not call at all. Okay. Yes. And also, while we are on the subject, you want to make sure that the Social Security Administration has your correct contact information. And as long as they have your correct mailing address, the new Medicare ID card will come directly to you. And again, it comes to you at no charge, mm-hmm. and no one should be calling you asking you for information. Okay, thưa quý vị, thì cô Tam cũng muốn lặp lại là tất cả những cái thẻ mới của chương trình Medicare gửi đến quý vị hoàn toàn là miễn phí cả. Và gửi đến cho quý vị thì quý vị có quyền dùng được ngay tức thời. So when they receive the Medicare, the new card, they can cover with the plastic or... I think that part we talk about that. Yes, yeah. You know, seniors like their cards to be laminated, we're often asked why they aren't laminated. And well, first and foremost, is it's very costly, and we don't want the additional taxpayer burden of sending out laminated card. But also, the reason why they're not laminated is that most doctor's office or perhaps your insurance, if they do want to take a photocopy of your card, it's much easier to photocopy a paper card rather than a laminated one. Okay, thưa quý vị, thì tôi đi gặp rất nhiều quý vị cao tuổi, thì khi mang lại cho tôi mình cái thẻ Medicare hay là Medicare hay là cái Social Security là cái thẻ an sinh xã hội, quý vị đa số mình ở Việt Nam mình quen là mình bọc bằng giấy plastic. Ở chung quanh cái thẻ đó để mình giữ cho nó lâu, nghĩa là không bị nắng mưa hay là bị cái gì đó. Thì cái lý do mà chính phủ không gửi cho quý vị bọc plastic mà chỉ gửi quý vị một tờ giấy thường thôi, thì cái lý do là như vậy. Tại vì khi mà bọc plastic thì đương nhiên là phải tốn thêm tiền, cho nên chính phủ không muốn tốn thêm tiền thuế cho quý vị nữa, cho nên gửi quý vị chỉ một tờ giấy thôi. Và thứ hai nữa là khi quý vị cầm cái thẻ đó, quý vị đi gặp bác sĩ hay là nhà thương á, thường thường họ sẽ copy cái thẻ đó. Mà khi copy đó thì thường khi mà mình đã bọc plastic rồi thì rất là khó copy, nó không có được rõ ràng như một cái bình thường. Cho nên vì vậy cho nên chính phủ nói là cái đó là tùy quý vị thôi, nhưng mà đó là lý do tại sao mà họ không gửi tới cho quý vị cái thẻ mà đã bọc plastic sẵn sàng như vậy. So they okay to just put the plastic in there? Oh, matter. Certainly. Okay. If they would like to, yes. Mm-hmm. So can you tell us a little bit more scam to the elderly people? How you know that? Well, you know, unfortunately, despite our best effort, even now with the new Medicare ID card, the scammers and people who want to perpetrate fraud are working just as hard. Mm-hmm. And so we want to remind people to never freely give out their
personal information. Okay. Just as you would protect your Social Security card number, we ask that with the new Medicare ID card, you also guard against providing your information to anybody who cold calls you or asks you that is not related to your health care, not your doctor's office, or any provider that you are familiar with. Make sure you guard your information and do not give out your information freely. Thưa quý vị, thì gần đây rất nhiều những cái vụ gọi phone cho quý vị, hoặc là rất nhiều quý vị phàn nàn là nhiều khi tôi muốn bỏ cái phone nhà đi hoặc là phone tay, tại vì đôi khi họ có những người lạ họ gọi đến cho tôi hoài. Họ tự nhận họ là văn phòng này, văn phòng kia, hoặc là chương trình Medicare, Medicao gọi để muốn hỏi thêm những tin tức. Thì cô Tham muốn nhắn nhủ quý vị là quan trọng quý vị phải xem người đó là ai. Và nếu họ hỏi quý vị, họ tự xưng họ là làm việc chính quyền nhà nước đó, quý vị biết là họ không có là sự thật. Đó là một cái scam mới, the new scam coming. Họ dùng cái đó để mà cho quý vị phải trả lời và hỏi những cái tin tức như là cái ngày sinh tháng đẻ quý vị và cái số an sinh xã hội quý vị. Thì quý vị nhớ dùng cho là quý vị cúp điện thoại dùng, không cần trả lời gì thêm cả. Tại vì tất cả họ sẽ gửi cho chúng quý vị cái lá thư. Trong lá thư đó họ sẽ muốn hỏi cái tin tức gì trong lá thư đó có. Và quý vị nhớ là quý vị liên lạc với cái văn phòng của an sinh xã hội hoặc là Medicare cho họ cái make sure là cái địa chỉ của quý vị nó matching với địa chỉ tại nhà quý vị. Tại vì đôi khi mà nếu mà thư gửi đến quý vị không có đúng địa chỉ thì có thể quý vị không nhận được. Quý vị đổi địa chỉ cũng vậy. Quý vị đổi địa chỉ hay đổi, rất nhiều quý vị ở trong một cái building nhưng mà đổi phòng từ phòng đến phòng khác, thì quý vị cũng nhớ là thông báo cho cái văn phòng của nhà nước là họ đổi địa chỉ cho quý vị để thư từ đến cho quý vị đúng hơn. Đó là một số những cái lời nhắc nhủ của Thu Thanh gửi quý vị. Chúng ta sẽ gửi lại trong đề lát. I'll be back. You know this. Drink and drive, get a DUI. But some medication can get you one too. Check the label before you pop that pill. DUI doesn't just mean booze. Performing on stage takes mental and physical preparation. But one thing I never thought to prepare for was cervical cancer. 91% of cervical cancers are caused by the human papillomavirus, or HPV. For many people, HPV hides inside them and they never develop symptoms. But for others, HPV links directly to cancer. My cancer almost ended my career. It almost ended me. The good news is there are vaccines that can protect you or your children from cancer. The HPV vaccine is recommended for 11 to 12-year-olds, and a catch-up vaccine may be an option for teens and young adults. Talk to your doctors. You don't want HPV hiding inside your body like HPV has been hiding inside this commercial. Did you see all of them? Go to thinkaboutthelink.org to look again and learn more. Together, we can stop cancer before it starts. Mới trở lại với chương trình Việt Nam Channel, chúng ta nói chuyện với cô Tham của chương trình Medicare. Thì cô có thông báo cùng quý vị trong cái hai cái phần đầu là tất cả quý vị sẽ nhận được một cái thẻ Medicare mới. Thì để cho quý vị chuẩn bị, quý vị sẽ dùng cái thẻ mới thay vì cái thẻ cũ. Rất nhiều quý vị thắc mắc tại sao trong cái thẻ mới nó khác cái thẻ cũ. Thì cái thẻ mới nó họ sẽ không có cái số an sinh xã hội quý vị ở trong cái thẻ đó. Đó là khác biệt. Và tất cả những cái quyền lợi của quý vị của cái thẻ mới thẻ cũ đều giống nhau cả, thưa quý vị. Can you tell us a little bit about the tip how to watch out the scam? Yes, and so as the mailing of the new Medicare ID card is currently underway, and some people have already received it, or if you're awaiting your yours in the mail, we ask that you watch out for scams. Medicare will never call you uninvited or ask you for your personal information, so please don't share your Medicare card number with anyone or anyone who asks you without you first contacting them for a purpose.
Thưa quý vị, thì cô nhắc cho Tony hỏi cô Tam thì cô làm việc ở chương trình Medicare rất là lâu rồi. Tôi hỏi là có những cái cách nào để mà cho các quý vị, nhất là quý vị cao tuổi, tránh cái tình trạng mà bị lừa đảo. Thì họ có nói là chương trình Medicare là một chương trình không bao giờ gọi phone cho quý vị. Không, và quý vị, nếu quý vị có người nào gọi đến quý vị, gọi ở nhà hoặc là gọi qua điện thoại, phone tay cũng vậy, quý vị không có nên cho họ bất cứ một cái tin tức gì liên quan đến, ví dụ như là cái số ngày sinh tháng đẻ quý vị, số an sinh xã hội quý vị, hay là nhà quý vị ở đâu. Tại vì cái đó là những cái gọi là những cái một cách lừa đảo mới mà họ dùng cái đó để mà họ có thể vào chương mục quý vị lấy tiền hoặc là như thế nào thế nào đó. Họ dùng tên tuổi quý vị làm những điều mà không có tốt. Yes. And just as you would protect your social security number, please remember to not freely provide any personal information. Anybody who cold calls you, always be suspect that it is a fraud or a scam. You would simply hang up, but again, anybody who contacts you without your permission, always treat it as a suspect case of fraud. Dạ vâng, thưa quý vị, thì cô Tam cũng nhắc nhở lại là tất cả những cái cú điện thoại gọi đến quý vị mà không có quý vị không có chờ đợi đó. Thí dụ như quý vị có điện thoại của bác sĩ, thì quý vị người ta giới thiệu tôi là văn phòng bác sĩ này bác sĩ kia. Nếu quý vị mà thấy một người gọi đến mà không có, quý vị thấy là không có đúng á, thì hoặc là thấy quý vị nghi ngờ đi, quý vị làm ơn cúp phone, thưa quý vị. And Medicare will be mailing out this card from April 2018 to April 2019. So we do ask you to be patient, and you know your neighbor may receive it before you do, but it will eventually be mailed out to you. And after a certain amount of time, if you haven't received it, we do encourage you to call 1-800-MEDICARE, but again, the rollout is expected to last until April 2019, so do be patient. Thưa quý vị, thì cô Tham nhắc nhở là quý vị bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, quý vị sẽ nhận được một cái thẻ mới. Họ sẽ gửi ra từ bắt đầu tháng 4 năm 2018 cho đến tháng 4 năm 2019. Cho nên quý vị, nếu quý vị sau ngày đó quý vị không có nhận được, thì quý vị có thể trực tiếp liên lạc với văn phòng Medicare để chúng quý vị hỏi xem như thế nào nha. And once again, we ask that you only give out your personal information to, such as your Medicare number to doctors, your insurance provider or that's acting on your behalf, or trusted people in the community who work with Medicare, like the State Health Insurance Assistance Program, commonly known as SHIP. Ok, thì quý vị, khi quý vị phải cẩn thận khi quý vị cho tất cả những tin tức quý vị qua điện thoại. Quý vị, nếu quý vị biết người đó là văn phòng bác sĩ hoặc là nhà thương, quý vị đi thăm viếng thường xuyên, hoặc là văn phòng bảo hiểm, những người nào quý vị quen biết thì quý vị mới cho những cái tin tức đó. Còn tất cả những người nào gọi đến quý vị không có biết rõ về cái nguồn gốc lai lịch của họ thế nào, quý vị nên tránh là không có cho họ cái điện thoại. And to also learn more on how to fight fraud or potential scam, learn more about how you can do this by logging on to medicare.gov/fraud. Thì quý vị có thể gọi vào cái trang web của chương trình Medicare có là can you repeat one more time? Yes, of course. It's medicare.gov, medicare.gov/fraud, FRAUD. Dạ vâng, tôi đi lặp lại một lần nữa là www.medicare.gov, and quý vị gạch một chữ là the fraud là FRAUD, thì để mình biết thêm tin tức về cái vấn đề này. One more time, thank you very much for coming. Thank you. I hope we have more time to talk about this one. Certainly. That's thank you so much. Thank you very much. Okay, chúc quý vị một ngày cuối tuần thật hạnh phúc. Chào quý vị.